Xin chào cả nhà, bây giờ là 10 giờ 20 phút 22 phút ngày 12 tháng 6 năm 2019 thứ tư ha. À, mình sẽ cho con đệ bàn mình ăn nha, các bác xem nha các bác nha. Cháu ơi. Quá. Con là tên là 7 đó. Chưa, giờ bắt đầu nó ăn rồi. Ăn đi con, ăn đi để chị ăn con. Ăn. Con biết không, mình mới đi bệnh viện về, mới đi khám bệnh mình về á chứ. Đi khám bệnh về, về cho ăn. Nha. Nha. Được không? Con ngán thì nó ngu rồi đó. Đó chị cử con ngu à. Nha ơi. Nha. Nha. Chị nói ngu là mày ngu luôn bà vậy đó. Nha ơi. Chị chỉ con ngu kìa. Nha. Nha. Ngó đầu vậy. Chị ngu hả? Chị ngu hả? Không ngu sao được. Còn chị đứa ngu thì nè, nó bay nó đi đó. Mà nghe, ngu mà chị nói ngu mà nghe.
Cùng lên đây. Nha. Con này ngu thiệt luôn rồi. Nha. Không để thôi. Chết nè. Xin chào các bác có đam mê em nói thì alo cho mình qua số điện thoại 0916773514 hoặc 0918773514 nha các bác. Rồi. Các bác thấy không, thực phẩm nó mình mua về là như đây nè. Đó. Đó mình mua là gì? Nè, đó mua quá trời không, cút nè, mua là 10 con. Để về mình bỏ tủ đông. Đó, lại coi đi. Rồi. Nè nó. Nó muốn nói chuyện với bác nè, con nói chuyện với bác hả nè, nói chuyện đi, đó. Đó nói chuyện. Các bác làm em nói thì alo cho mình nha. Các bác tưởng nè, cái cửa sổ này, các bác tưởng mình bỏ cửa kính không có nè, mình xỏ tay ra ngoài nè. Có thấy không, mình xỏ tay ra ngoài nè. Xỏ tay ngoài luôn nè. Cái này thì thừa sức bảy con đại bàng bay cũng lọt chứ đừng nói con, nhưng mà con này mình nuôi từ nhỏ tới lớn cho nên nó không có bay được. Xin chào, hẹn gặp lại các bác clip sau nha.